Đây là loại cá khô ở Pháp đấy các bạn ạ. Cá khô ở Pháp thì nó phơi sẵn rồi. Nó gọi là mockery nhá, chính là con cá khô đấy, khoảng 18 đồng một cân. Thì về nó mặn lắm nhá, về phải ngâm nước muối mấy ngày mới ăn được. Nói chung mình ăn như kiểu cá khô ấy các bạn nhé. Khô, khô cá đấy. Khô cá thì người ta để cả con, người ta đánh bắt ở ngoài biển đấy. Xong rồi người ta cho muối vào. Con này là nó đã cho, nó bỏ ra đi rồi nhá. Thế còn cái loại kia là loại để nguyên. Để nguyên. Đấy, thì nó gọi là khô cá ở ở Pháp. Gọi là Maui. Maui salé. Pas trop gros, s'il vous plaît. Pas trop gros, s'il vous plaît. C'est comme ça? Oui, c'est parfait. Allez. C'est cher maintenant, hein? Eh oui. Avant, c'est 4 et 5 euros. Ouais, ouais. Maintenant, c'est double. Faut les prendre des fois vivants, ils sont moins chers des fois, quand c'est vivant. C'est vrai? Ouais, mais là, mais... on en a pas. Oui, je veux bien vivant dans ces pâtes. Ouais, mais là, peut-être demain. Ah, oh, demain je reviens pas. C'est ça, on mange comme les crabes? Oui, comme les crabes. L'araignée, c'est encore plus sain que le crabe. Mais c'est plus cher. Oui, non, c'est moins cher. C'est moins cher, mais j'ai jamais goûté. C'est plus que bon. C'est d'autres choses? C'est d'autres choses? Non? Non. Euh, 500 grammes moules aussi. Oui. Voilà, đây là cái con ốc gọi là ốc hương đấy các bạn ạ. Ở ở cái vùng mình sống ấy nó có loại đấy. Còn tôm ở đây thì sợi quý ga. Tôm ở đây thì nó như này, nó bắt ngoài biển xong rồi nó luộc luôn ở ngoài biển nha các bạn nhá. Còn cái tôm này để nhắm rượu đây này. Thì nó đắt lắm. Con này là rất ngon và rất bổ đấy các bạn nhé. Còn con uốc xanh, cái tiếng Việt mình gọi là con gì? C'est joli comme tout. C'est tout pour le moment. J'ai jamais goûté ça. Ça se goûte. Là, il faut couper ici. Couper ici. Là, vous coupez tout autour. Oui. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le corail, la matière qui est orange. Et ça se mange sur du pain et du beurre. On mange cru. Ouais, cru, ouais. Et manger comme les huîtres. Ouais, comme les huîtres. Faut manger le orange qu'il y a dedans. Est-ce que le violet et le blanc, c'est le même goût? Oui, c'est le même goût. Oui. C'est le même goût. Ouais. C'est pêché ici. C'est pêché en Atlantique Nord-Est. Ouais, Atlantique Nord-Est. D'accord. Voilà, madame. Merci. Đây là con móng tay. Đó. Thì các bạn thấy hàng cá ở Pháp thì nó bán kiểu như thế. Con này là cái con rất đắt các bạn ạ. Nó bé nhưng mà rất đắt. Còn cái con này thì lại chỉ bằng 1/4 tiền của nó mà thôi. Gọi là con mul. Đó. Thì hôm nay mình sẽ về mình ăn thử cái đấy nhá. Cảm ơn các bạn nhá. Còn sang bên đây là hàng cá. Hàng cá thì cá ở đây nó bán kiểu như này. Bây giờ ở Việt Nam mình cũng bán như thế rồi. Bây giờ cái con mực nó đẻ quá lâu rồi các bạn. Con là bạch tuộc. Bạch tuộc. Đây là cái con sò điệp. Đây là con mực sim. Cái con cá ba nhỏ nhỏ đấy các bạn. Loại cá này rất ngon. Có thể nấu mê mẻ, tức là nấu chua cay mặn chát. Còn đây là cái con mực này là để về rong cha, tức là nướng. Con này cũng để nướng. Còn con cá cháp kia là để nấu canh. Ta sẽ có những con sơn. Ở đây cái con mercury kia là rẻ nhất. À đây là cái con công gờ đây, con rắn biển đấy các bạn. Đấy con rắn biển đấy. Rất ngon. Thì mua những cái loại mà nó còn cả nguyên vẹn này thì bao giờ nó cũng rẻ hơn. Chúng ta sang xem những cái loại cá mà nó cắt ra rồi nha. Đây là cá mà nó cắt ra rồi đây.
Đó, thì để dành cho những người mà nhiều tiền lại sõng lưng ấy, tức là không phải mổ biết gì đấy. Thì các bạn sang mua cái loại này thì chỉ mua về xong mà nướng hoặc ăn sống các bạn đều là ăn được hết. Đó. Thì ở đây có rất nhiều sự lựa chọn. Các bạn chỉ việc có sèng là các bạn có thể chọn được. Con cá hồi đây. Và người ta có thể làm sẵn rồi, các bạn chỉ cho vào chảo mà rán thôi. Đây là mình vừa giới thiệu cái quầy Mage. Mage tiếng Pháp tức là đồ biển đấy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Au revoir, à bientôt.